cua của bạn Keo này có con búp bê đẹp thế nhở? Yeah. Đuổi này đây để mình xem nào. Ui bạn đốc này, tớ đuổi mãi. Bạn đang làm gì đấy? Con cua nó không nghe lời tớ. Tớ bảo để búp bê lại tớ cho nó ăn mà nó cứ cõng nó đi chơi thôi. Thế này mình lấy cho nó nhá. Để cho tớ với. Nào cua lại đây. Wow. Đấy mình bắt được rồi này. Ui. Ăn con cua này tinh nghịch nhờ. Bạn đốc ơi, bạn thấy con búp bê này nhà tớ xinh không? Bây giờ tớ sẽ đeo cái vòng này cho nó nhá. Ở bạn đeo vào tay cho búp bê ấy. Đây không, cái vòng này đeo cổ đấy, không phải đeo tay đâu. Vòng cổ của búp bê đấy. Wow, các bạn ơi. Này, ui xinh chưa? Oh my god. Bây giờ nó nói ở đấy, tớ cho nó ăn thôi. Bạn nấu cơm búp bê đây à? Ừ, nào chúng mình mở ra cho nó ăn đi. Kẹo mút chín thôi này, bạn đốc ơi. Cả trứng nữa. Ý, nhiều món chưa? Wow, đấy có cả cơm này các bạn ơi. Đây, bây giờ cho nó ăn cơm trước nhỉ? Nó thích ăn kẹo mút cơ, mình sẽ cho nó ăn kẹo mút trước. Không được đâu, bạn phải cho búp bê ăn cơm trước. Ăn xong thì mới được ăn kẹo mút. Chứ bạn cho ăn kẹo mút trước thì tí búp bê không ăn cơm đâu. Đúng rồi, đấy búp bê nghe lời bạn ốc chưa. Đấy bây giờ chúng mình phải ăn cơm với trứng nhá. Bây giờ tớ cho búp bê của tớ ăn cái trứng ốp này nhá bạn ốc ơi. Bạn cho ăn đi. Nào, ôi, đó là một miếng rồi kìa. Nào ăn miếng nữa nhá. Ôi, sao nó không ăn nữa bạn ạ? Vậy thì con cua nó cho con búp bê đi chơi nhiều quá nó buồn ngủ rồi. Ôi đúng rồi các bạn ơi. Này mắt búp bê nó chiếu xuống rồi. Bây giờ mình cho nó nằm võng để nó ngủ đây. Tớ đặt búp bê vào đây. Sau này hai chúng mình đu quay cho nó ngủ nhá. Ừ. Nè bạn nó ngồi tớ với. Đấy mình đu từ từ thôi. Ui sao bạn nó mạnh thế. Ui bạn nó ngồi. Ui nó chào đẻo luôn. Ui xoay cả búp bê của tớ rồi. Ui chắc bạn đau lắm đây. Ui mạnh quá bạn ạ. Ui em có sao không? Mạnh quá không sao bạn ơi. Mạnh quá. Đây để mình đu lại nhá. Bây giờ đu nhẹ thôi nhá. Bạn đu cao thế. Nào. Các bạn ơi, mình phải trốn ở đây. Con đấy như kiểu con quỷ đầu loe ấy. Mà người nó còn phát ra những cái tia điện ấy cơ. Mình thấy vừa nó đuổi mình rồi, bây giờ nó chạy theo mình không? Bạn Kem ơi, Kem ơi, Kem ơi. Để tớ lo cho nhá. Ui, hình như nó có điện ấy. May quá. Nó có điện đấy. Đây, đây. Tớ thì đau hết mũi này. Bạn đi đâu mà bạn cũng đánh này à? Mình phải đục một cái lỗ đây này. Quên mất, tớ sợ quỷ đấu loa quá nên là dùng cái này ngụy trang. Ui, cái này nhưng mà hai đứa giống nhau nhỉ? Hay là bạn ấy cùng một chỗ với tớ à? Ừ. Ui, thế thì mình xem có quỷ đấu loa trốn ở đây không? Ôi, mình thấy con cua với con mèo kìa. À, hai con nó đang làm gì ấy? Con mèo nó là con cầm cái điện thoại rồi đó ơi. Có khi nào con cua nó mới mua cả điện thoại có hình con mèo không nhỉ? Mà cái điện thoại của nó trông kỳ lạ nhỉ? Mình lại xem nào. Chúng mình ra mượn nó đi. Đấy, cái điện thoại của nó trông to nhờ bạn nhờ. Nhưng mà thôi, con mèo nó chạy đi mất rồi. Con cua cũng đuổi theo rồi bạn ơi. Đi, đi tìm nó nhanh lên. Bạn đâu ơi, đây này. Ui, một con ở đằng sau còn một con nó đang lo cái điện thoại đi rồi. Con này nó đằng sau này nó đùn cái con mèo đi đấy. Ui, các bạn ơi. Ui, chú cua này chú nôi mạnh chưa này. Nôi cầm cái tai nghe chú nghe này các bạn ơi. Ui. Wow, con này nó ấn cái nút gì bạn ơi? Ui, nó ấn vào cái nút gọi điện đấy bạn ạ. Đây, thì mình lấy cái điện thoại của con mèo ra nhá. Ui, các bạn ơi, này. Con cua này nó cầm mất cái tai nghe điện thoại thôi. Con này mình cho lên xe màu đỏ này nhá. Ui, đấy, nó có vừa không hả bạn? Vừa đấy bạn ơi. Ui. Đấy nó nằm ở trong này rồi. Rồi, sau này cho mình mượn cái điện thoại nhá. Wow, đây chú cua này nữa này các bạn ơi. Hai con được rồi, đi, mình kéo cái xe hai con cua này đi về thôi. Ui. Bạn ơi, công nhận cái điện thoại mèo Hello Kitty này đẹp thật đấy. Này, cái nghe tai cầm nghe này màu hồng đẹp chưa? Wow. Đấy nhá, ở đây nó còn có các cái số để gọi này. Số 1, tớ ấn xem nào. Ui, số 1 là gọi đi đấy. Số 2. Wow. Số 3. Ui, có tiếng gì ý nhỉ? Số 4. Ui, có nhạc này. Số 5. Này, có là gọi này các bạn ơi. Số 6 này. Số 7. Số 8. Số 9. Ui, bây giờ mình sẽ ấn nút số 1. Mình gọi cho xe cảnh sát đến nhá. Bạn gọi đi. Nào. Ui, được rồi. Alo. Ô, xe cảnh sát ơi. Mà đến giúp mình tiêu diệt con quái vật quỷ đầu loa với. Ui, nó lấy mất con búp bê của mình rồi. May quá bạn ơi, tớ gọi xong rồi. Không biết là
Có mấy con liền bạn ạ? Ừ nhờ, lẹ thế, để tôi ấn gọi lại cho cảnh sát nào. Ui, xe cảnh sát ơi, đến đi, có cái gì lạ lắm. Ui, bạn Đắc ơi, rất nhiều con lạ luôn. Không biết là con gì, màu tan màu cam này. Mình có chậu nước này, để mình rửa cho mày xem. Wow, bây giờ chúng mình sẽ rửa hết các con vật này nhá. Đây, đầu tiên là con dài dài này. Ui, con dài này, cậu đoán là con lươn hay con rắn vậy? Chắc là con lươn đấy bạn ơi. Ui, kìa, cẩn thận nó cắn đấy. Đây, được rồi này. Ui, không phải là con lươn đâu các bạn ơi. Ui, đây là một con rắn này các bạn này. Ui, bây giờ chúng mình rửa con nhỏ nhỏ này nhá. Đấy, ui, con này không biết là con gì nhỉ? Ui, wow, một con cá sấu này. Ui trời, một con cá sấu này đáng sợ chưa? Con quỷ đầu la nó bắt nhiều con vật lạ thế. Đây còn cái con tròn tròn này này. Bạn thả xem nó có nổi không? Nó nổi này. Ui, nó bay nhanh chưa? Ui thử rửa xem nào. Cái này màu cam nhỉ? Ui con gì ấy? Ui các bạn ơi, chú vịt này, chú vịt con môi đỏ đẹp chưa? Ui mình để đây nhá. Đây con này nữa này. Ui con này có cái sừng kìa. Ui cũng màu cam hết các bạn ạ. Wow, nó xem con gì đây? Ui trời, được rồi đấy bạn ơi. Đây. Wow, đây là một chú bò sữa này các bạn ơi. Ý, có hai cái sừng với hai cái tai này. Con này á, chuyên ăn cỏ đấy. Đây, mình để đây nhá. Cuối cùng con này bạn ơi. Ui, đây cũng là con bò hay sao à? Hình như vậy đấy. Ui. Nước chuyển hết sang màu cam này. Đúng rồi, nước chuyển màu cam. Nhìn như là nước cam đấy bạn nhờ. Đây. Ui, không phải rồi, con này không có sừng đâu các bạn ơi. Đây à, là một con lợn đấy, hay là con heo đấy bạn ạ. Đấy, tôi bỏ hết ở đây nhá. May quá, xe cảnh sát đi đến rồi kìa bạn ơi. Xe cảnh sát đã hút được con đấy rồi kìa bạn ơi. Ui chúng mình lại gần bắt nó rồi. Ui bạn ơi, ta thấy cái đuôi xe cảnh sát ở kia kìa. Ở trong cái loa ra cái gì kìa bạn kia. Ui. Đúng rồi con cua này. Đúng rồi, đây là ui, cái loa nó đấy. Chạy vào trong rồi. Tớ mở ra nhá. Wow, 2, 3. Ui đây đàn này. Cua này. Wow, trong cái nái này các bạn ơi. Ui, đây là con quỷ đầu loa này. Còn con cua là không? Bạn đổ đây nào. Để tớ đổ nhá. Ui, một con này. Một con nữa kìa. Vậy là sao còn con nào không? Ui, này con nữa kìa. Ui, một con màu đá đẹp chưa này. Ui, này, ở trong cái loa này nó ăn nhiều cua, nó hút vào trong đây thật đấy các bạn ạ. Các bạn thấy con quỷ đầu loa này cũng màu cam này. Bảo sao vừa đấy nó biến hết các con vật, con bò, con vịt thành màu cam nhờ. Các bạn ơi, xe ô tô cảnh sát cũng có bánh màu cam này các bạn ơi. Wow, nhìn này, đầu cảnh sát đẹp chưa. Ui, lại còn có cái gì đấy. Ui, nó lên, ui, nó bảo nó lên này. Ui, đây là cái gì đấy. Robot ở trong này bạn ơi. Wow, robot biến hình ô tô cảnh sát các bạn ơi. Thế là cái điện thoại mèo Hello Kitty gọi hẳn xe này đẳng cấp nhờ. Wow, để mình xem đi được không nhá. Nào, Jin, ui, đi nhanh chưa này các bạn ơi. Đúng chà, xe ô tô cảnh sát đi nhanh thế. Bạn đâu ơi, nhưng mà con búp bê của tớ, con quỷ đầu loa, nó cắt ở đâu ấy nhờ. Lúc ấy bạn gọi điện, hình như bạn gọi điện cả xe cứu thương. Mình thấy xe cứu thương đang tới kìa. Ừ nhờ, ui, xe cứu thương đây rồi. Ui, xe tới rồi bạn ơi. Đây rồi, xe cứu thương đây rồi bạn ơi. Ui, đây này, búp bê làm ở trong này này. Ừ, đúng rồi đấy. Để chúng mình mang búp bê ra nhá. À, em búp bê của mình đây rồi này. Các bạn ơi, may quá. Đâu mình xem tay chân em nào. Ui, không vấn đề gì các bạn ạ.